năm điều bạn chưa biết về bài hát Happy New Year của ABBA Nếu bạn nghĩ rằng Happy New Year là ca khúc năm mới nổi tiếng nhất trên thế giới thì bạn đã lầm. Trên thực tế, ca khúc này của ABBA chỉ đặc biệt phổ biến ở Việt Nam và một vài quốc gia khác. Hãy thử tìm hiểu những điều thú vị về bài hát Happy New Year mà chúng tôi tổng hợp được dưới đây nhé. Trong khoảng vài thập kỷ trở lại đây, ca khúc Happy New Year của ABBA thường được vang lên mỗi dịp năm hết Tết về. Nó phổ biến tới mức đã khắc sâu vào trong tâm tưởng của không ít thế hệ người Việt. Nhiều đứa trẻ thậm chí còn hát thuộc lòng dù không hiểu nội dung là gì. Các giáo viên dạy tiếng Anh cũng hay dạy đoạn điệp khúc của Happy New Year cho học sinh để chúng có thể ngân nga vào đêm giao thừa. Vậy bạn đã biết gì về Happy New Year, ca khúc vốn đã quen thuộc với tất cả chúng ta rồi số 1, ra đời trong giai đoạn A3 sắp tan rã. Thành lập từ năm 1972, APA là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất và bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 500 triệu bản thu âm. Vào năm 1979, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, thì Bajon, Owen Farrod và Asnesta Vascock tuyên bố ly dị. Điều này đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cả ban nhạc. Không lâu sau thì Benny Anderson và Annie Fritz restock cũng đường ai nấy đi. Kết quả là ba chính thức tăng rã vào năm 1982 và chưa bao giờ tái hợp. Happy New Year đã ra đời trong giai đoạn buồn bã này, 1980. Ban đầu, Happy New Year có một cái tên khá hài hước là Daddy Don't Get Run on Christmas Day và nằm trong album Super Trooper. Vào thời điểm đó thì Abba không hề đánh giá cao ca khúc này. Nó thậm chí còn không được phát hành dưới dạng đĩa đơn cho mãi đến năm 1999. Benny Anderson từng chia sẻ về Happy New Year như sau. Một bài hát gần với Giáng sinh nhưng cũng chẳng phải để đón mừng năm mới. Felicidad là phiên bản tiếng Tây Ban Nha của ca khúc phiên bản này từng đứng hàng năm trong bảng xếp hạng của Argentina. Năm 1999 thì tận dụng việc cả thế giới đang háo hức chuẩn bị bước sang một thiên niên kỷ mới, APA chính thức tung ra Happy New Year như là địa đơn nhằm quảng bá cho những album khác của mình. Tuy nhiên, ca khúc chỉ khiêm tốn đứng hạng 34 tại Thụy Điển, quê hương của ABBA, hạng 15 tại Hà Lan và hạng 75 tại Germany. 3. Ca khúc buồn trên nền nhạc sôi động Giai điệu của Happy New Year rất tươi vui, rộn ràng và ấm áp. Thế nhưng ý nghĩa đằng sau từng câu từng chữ lại không hân hoan được như vậy. Giọng hát ngọt như kẹo của Asneta mở đầu bài hát bằng câu No more champagne and the fireworks are talk. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems to rain. So unlike yesterday, tạm dịch là rượu đã cạn, và pháo hoa cũng đã tắt. Chỉ còn mình anh và em ở đây, cảm thấy lạc lõng và buồn bã. Tiệc đã tàn và bình minh sao ảm đạm quá, không giống như ngày hôm qua. Nỗi buồn dường như len lỏi vào trong từng câu chữ. Một thứ cảm xúc đặc trưng giống như là lòng người mỗi khi đối mặt với dòng chảy vô tận của thời gian. Mặc dù vậy, đoàn điệp khúc vào nửa sau lại có phần tươi sáng hơn khi bày tỏ một hy vọng vào tương lai phía trước với bạn bè và niềm hạnh phúc. 4 phản ánh một thập niên đầy biến động. Nhiều người cho rằng bên cạnh yếu tố cá nhân của Appa, Happy New Year còn xuất hiện trong bối cảnh thế giới và kết thúc thập niên 70, với hàng loạt cuộc khủng hoảng từ khắp mọi châu lục như chiến tranh Việt Nam, cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô, xung đột ở Trung Đông, diệt chủng Bon thiếu hụt năng lượng và nạn đói tràn lan. Chính vì thế, bài hát đã phần nào phản ánh sự thất vọng não nề mà Benny và Petron đồng sáng tác dành cho một thập niên đầy biến động. 5. Happy New Year không phải là bài hát năm mới nổi tiếng nhất. Sự phổ biến của Happy New Year tại Việt Nam đã khiến cho nhiều người tin rằng nó luôn được phát vào dịp giao thừa tại nhiều quốc gia khác. Đáng tiếc, thực tế không phải vậy. Các khúc năm mới phổ biến nhất trên thế giới thuộc về O Landside. Đây là bài hát dân ca truyền thống được phổ nhạc từ một bài thơ Scotland do Robert Burns sáng tác vào năm 1788. Khi đó thì Happy New Year đặc biệt nổi tiếng tại Việt Nam, Thụy Điển và một vài quốc gia không nói tiếng Anh. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.